Kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Địa ốc được phát trên Invest TV. Thưa quý vị, loại hình hometown, nhà ở kết hợp khách sạn dù mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam nhưng đang chiếm ưu thế ở cả khả năng sinh lời khi mua đi bán lại hay cho thuê nghỉ dưỡng. Hometown thì cũng được đánh giá sẽ là kênh đầu tư nhiều tiềm năng trong thời gian sắp tới. Hiện nay, bất động sản nghỉ dưỡng đang được đánh giá là lựa chọn hấp dẫn, thu hút mạnh dòng tiền của các nhà đầu tư. Đáp ứng nhu cầu này, thị trường cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn các loại hình sản phẩm. Một trong số đó phải kể đến hometown, mô hình nghỉ dưỡng đang có nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Thì đây là một cái mô hình mà cũng mới vào Việt Nam, nhưng mà tôi cho đây cũng là cái mô hình có thể nói là các cái doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng cái cơ hội. Đặc biệt là du lịch nó đang phát triển 20 đến 25% trên năm thì cái nhu cầu cái hometown nó rất lớn. Các cái chủ đầu tư hiện nay cũng có rất là nhiều các cái cơ chế, tức là gì, có thể trả tiền lãi trước, rồi thì một năm sẽ được rất là nhiều các cái 1-20 ngày để ở chính trong cái nhà của mình, và sau một cái giai đoạn 5-10 năm thì là lại lấy lại chính tài sản của mình, hay không thì lại tiếp tục là cho thuê. Hometown là sự kết hợp giữa nhà ở và khách sạn. Cụ thể, hometown sở hữu đầy đủ các đặc tính cơ bản của một căn hộ cao cấp, phục vụ cho nhu cầu cư trú, sinh hoạt lâu dài của chủ sở hữu. Ngoài ra, hometown cũng có tất cả các dịch vụ, tiện ích tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao nên có thể khai thác để cho khách thuê lại. Hometown ở đây thông thường là ở những cái dự án lẻ, độc lập một cái tòa nhà, và cái tòa này có thể có hai cái chức năng, vừa có thể để ở, vừa có thể sử dụng làm cho thuê, làm khách sạn lưu trú. Nó cũng là một cái sự linh hoạt trong các cái đa dạng hóa các cái dòng sản phẩm của bất động sản, đặc biệt là trong cái bất động sản nghỉ dưỡng. Một điểm đáng chú ý, loại hình hometown được cấp sổ đỏ lâu dài. Vì vậy, người mua có toàn quyền sở hữu căn hộ, tự khai thác cho thuê hoặc ủy quyền cho bất kỳ đơn vị khai thác nào theo ý muốn mà không bị bó buộc với hợp đồng của chủ đầu tư. Như vậy, hometown đã khắc phục được vướng mắc về pháp lý và có cơ chế mở hơn so với condotel. Như chúng ta được biết thì hiện nay là hometown nó đang thuận lợi hơn condotel. Bởi vì condotel hiện nay là nếu về mặt pháp lý thì chúng ta chưa có pháp lý rõ ràng. Cho nên cái việc mà mua đi bán lại ngay là cũng là một cái cản trở mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Condotel thì nằm trong một cái khu nghỉ dưỡng, có cái chức năng là một cái khu du lịch nghỉ dưỡng, thì khách hàng buộc phải đưa cái căn hộ của mình nằm trong cái chuỗi khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch đúng với mục tiêu, đúng với mục đích, đúng với chức năng của cái dự án đó. Thế còn cái hometown thì nó sẽ mở hơn, khách hàng hoàn toàn có quyền chủ động trong các cái quyền của mình hơn. Bên cạnh đó, các dự án hometown còn có lợi thế là nằm tại những vị trí đắc địa như ở trung tâm thành phố hay tại những khu nghỉ dưỡng luôn sầm uất và đông khách. Theo ước tính, lợi tức khi đầu tư hometown và cho thuê lại có thể lên tới 12% một năm, trong khi đó, khoản tiền nhà đầu tư cá nhân bỏ ra chỉ tương đương đầu tư căn hộ tầm trung là từ 1,5 đến 3 tỷ đồng. Thưa quý vị, hometown dù đã khắc phục được hạn chế về tính sở hữu có thời hạn, tuy nhiên thì nhà đầu tư loại hình này sẽ phải tự khai thác, tự vận hành và quản lý việc cho thuê. Điều này thì đòi hỏi các nhà đầu tư hometown phải có nhiều kỹ năng, kiến thức để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Theo các chuyên gia nhận định, do hometown là sản phẩm khá mới mẻ nên bài toán lợi nhuận có lẽ sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng. Tương tự, với tỷ suất lợi nhuận của condotel hay officetel, về cơ bản nhà đầu tư có thể hình dung trước được thông qua cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư. Tuy nhiên, người sở hữu hometown được toàn quyền quyết định phương án cho thuê, do đó, bài toán lợi nhuận vẫn còn là ẩn số. Người mua sẽ cần phải có những cái đánh giá rất là kỹ là cái phần trăm như vậy là trong vòng bao lâu và sau thời gian đó thì điều gì sẽ xảy ra, và sau thời gian đó thì cái sản phẩm bất động sản của họ có khả năng tăng giá hay không, có cái nguy cơ rủi ro nào bị giảm giá hay không, cái lượng khách du lịch đến với cái địa phương đó liệu còn tiếp tục tăng trưởng tốt như hiện nay hay không. Bên cạnh đó, giống với những loại hình bất động sản khác, hometown cũng đối mặt với không ít rủi ro. Các nhà đầu tư cần chú ý khả năng vay vốn có thể bị hạn chế, không dự báo được lãi suất, thu nhập thấp hơn kỳ vọng. Ngoài ra, dòng tiền cho thuê hometown có thể bị gián đoạn theo nhu cầu lên xuống của thị trường. Chúng tôi đang thấy rằng chưa ít có những ai đặt đến vấn đề là
các nhà đầu tư đó họ đang đầu tư vào đâu, vào chủ dự án nào, vào thương hiệu nào, có chất lượng không và khả năng sinh lợi của họ có cao không, có đảm bảo cái việc sinh lợi đó bền vững và lâu dài không thì chúng tôi chưa thấy. Một vấn đề đáng lưu ý đó là hiện nay dòng vốn vào bất động sản bắt đầu bị siết chặt, đặc biệt là với phân khúc cao cấp. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, điều kiện lãi suất tín dụng ngân hàng cho vay dành cho thị trường bất động sản cao cấp, trong đó có Hometel. Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Lành cho biết. Nhận thức đúng, phân tích chính xác cơ hội và thách thức từ tín dụng ngân hàng dành cho thị trường Hometel có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với mỗi nhà đầu tư đã, đang và dự định sẽ tham gia vào thị trường này. Đồng quan điểm, tiến sĩ Trần Ngọc Quang, chuyên gia bất động sản cũng cho rằng khi đi tiên phong đón đầu một xu thế mới cũng có nghĩa chủ đầu tư đã chọn đường đầu với thử thách mới. Tuy nhiên, dựa vào những nghiên cứu kỹ và thực tế vận hành của các đơn vị này thì mô hình Hometel hứa hẹn đầy triển vọng. Như vậy, dù là loại hình nhiều tiềm năng nhưng Hometel vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Do đó, để kinh doanh hiệu quả, các nhà đầu tư cần có sự tính toán cẩn trọng trong từng bước đi để đảm bảo bài toán lãi suất bền vững và lâu dài. Thưa quý vị, Hometel đang là kênh đầu tư mới. Chính vì vậy, khi đầu tư vào loại hình này thì các nhà đầu tư cần có những sự tính toán chi tiết và cẩn thận. Để có được cái nhìn rõ nét hơn về sự phát triển của loại hình này trong năm 2019, sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Tuy là một mô hình còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng Hometel cũng có những lợi thế nhất định để các nhà đầu tư đổ tiền vào loại hình này. Người sở hữu Hometel được toàn quyền quyết định phương án cho thuê, không phải chia lợi nhuận với chủ đầu tư. Chủ nhân các căn hộ có thể chủ động tăng giá cho thuê vào các mùa du lịch, các dịp lễ Tết một cách phù hợp. Qua đó tối ưu hóa lợi nhuận song vẫn được hưởng các tiện ích, dịch vụ quản lý như khách sạn. Đặc biệt hơn, Hometel đem lại cảm giác tự do, thoải mái và tiện nghi như ở nhà mà vẫn có thể sử dụng các dịch vụ tiện ích như khách sạn cho người lưu trú. Chính bởi vậy, dù mới xuất hiện trong thời gian gần đây, Hometel đã tạo được nhiều thiện cảm với khách hàng, giới đầu tư, đồng thời phần nào giải quyết các bất cập về nhu cầu khách sạn, nơi nghỉ dưỡng tại nhiều thành phố du lịch. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, Hometel cũng đối mặt với không ít rủi ro, do đây là một mô hình mới nên lợi nhuận loại hình này đem lại vẫn là một ẩn số. Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Lành cho biết. Năm 2017, thông tư 06 chính thức có hiệu lực nên dòng vốn vào bất động sản bắt đầu bị siết lại, đặc biệt là các phân khúc cao cấp. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến quy mô, điều kiện lẫn lãi suất tín dụng ngân hàng cho vay dành cho thị trường bất động sản cao cấp, trong đó có Hometel. Bên cạnh đó, dù thời gian qua mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, nhưng không ai có thể dự báo được đường đi của lãi suất trong những năm tới. Vì thế, có thể nói rủi ro lãi suất là thứ rủi ro luôn đeo bám các nhà đầu tư. Tuy nhiên, mô hình này được đánh giá là sản phẩm đầu tư tiềm năng khi mang đến cho nhà đầu tư ba cơ hội rất rõ ràng là đầu tư sinh lời, có thể cho thuê và nghỉ dưỡng, nên Hometel có khả năng là một kênh đầu tư tiềm năng và hấp dẫn trong thời gian tới. Đồng quan điểm, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Trần Ngọc Quang cho rằng khi đi tiên phong đón đầu một xu thế mới cũng có nghĩa là chủ đầu tư đã chọn đường đầu với thử thách mới. Tuy nhiên, dựa vào những nghiên cứu kỹ và thực tế vận hành của các đơn vị này thì mô hình Hometel hứa hẹn đầy triển vọng. Giới chuyên gia cũng đồng thời khẳng định Hometel là loại hình có tính cạnh tranh cao với loại hình đang rất được quan tâm nhưng còn vướng nhiều hạn chế hiện nay là Condotel, khi mà Hometel đang có những ưu việt hơn về tính sở hữu và quản lý. Tuy nhiên, với việc lợi nhuận chưa được xác định rõ ràng thì cần thêm thời gian để Hometel có được sự phát triển bùng nổ trong thời gian tới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Những ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 và địa chỉ mail là banbientap@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại!